được bảo quản cẩn thận trong nhiệt độ âm sâu, được nhân viên xét nghiệm thường xuyên kiểm tra, xem xét. Có mặt ở Việt Nam được 2 ngày, chiếc lọ nhỏ chỉ bằng ngón tay này đang là mối quan tâm đặc biệt không chỉ với các nhân viên xét nghiệm mà còn với cả ngành y tế dự phòng Việt Nam. Vì nó chính là hệ gen của virus Zika. Sau một thời gian liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, đối tác Nhật Bản, Anh Quốc, Việt Nam đã có được chứng dương của virus Zika. Cái chứng dương này là để cho mình khẳng định là cái phản ứng của mình tốt trong quá trình mà mình xác nhận bệnh nhân của mình là có bị nhiễm Zika hay không. Chúng tôi nhận được chứng dương thì hôm qua chúng tôi đã chạy thử mẻ đầu tiên và để xác định, và hôm nay thì chúng tôi sẽ có kết quả để xác định xem là phản ứng đã có chạy hay không, cái chu trình của mình đã hoàn chỉnh hay chưa. Một trong những công việc quan trọng nhất trong công tác tránh virus Zika đó là xét nghiệm virus. Chỉ khi có đủ năng lực chẩn đoán virus thì chúng ta mới có thể khẳng định được là virus này đã xuất hiện ở Việt Nam hay chưa. Và đến thời điểm này thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã hoàn toàn có những cái quy trình chuẩn nhất và cập nhật nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của Trung tâm Dịch bệnh Hoa Kỳ. Và hiện nay tất cả từ quy trình kỹ thuật, máy móc xét nghiệm, con người cũng như các cái sinh phẩm hóa chất đã hoàn toàn đầy đủ và viện đã hoàn toàn có đủ năng lực để tiếp nhận, chẩn đoán nhanh chóng, chính xác nhất các cái ca bệnh nghi ngờ đầu tiên đối với virus Zika. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tuy Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Zika nào, nhưng nguy cơ virus này xâm nhập vào nước ta là rất lớn. Người bị nghi nhiễm virus Zika xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, viêm kết mạc, nhức đầu, đau khớp, phát ban trên da. Đến cơ sở y tế gần nhất, có thể là tuyến xã, hoặc gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế là 0989 671 115. Sau đó, Trung tâm Y tế Dự phòng tuyến huyện sẽ cử cán bộ y tế đến lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian lấy máu chỉ khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển về phòng xét nghiệm có năng lực xét nghiệm virus Zika trong thời gian nhanh nhất. Từ khi tiếp nhận mẫu bệnh phẩm đến khi có kết quả là khoảng 24 giờ. Còn với người bị nghi nhiễm, sau khi đã lấy mẫu bệnh phẩm sẽ ở lại cơ sở y tế và nằm màn để tránh lây nhiễm. Người bệnh cũng sẽ không phải đóng các chi phí xét nghiệm.